Okay. Trước tiên mình làm mình phải dùng cái nước số 1, ok, cái prep này để bỏ lên trên cái móng tay thật của họ và sẽ giúp cho cái móng tay thật của khách nó sẽ giữ lâu hơn, cái bột cái keo sẽ dính lâu hơn. Cái này có nhiệm vụ là mình sẽ clean hết tất cả cái bacteria, những cái móng mà cứ bị oil á, nó sẽ giúp cho khách sẽ rất là tốt. Ok, mấy anh chị giúp Tony share giùm nha, share cho mọi người đều biết nha. Hey honey, how are you? Ok, Tony sẽ bỏ hết cái này nha. So we just spend here first, ok? Okay. I'm gonna live stream. Man, you look so cute today. Thank you. When I can't... Hey, I wanna ask you something. Ok, mấy cái này thì mình sẽ bỏ hết lên trên cái móng tay của khách nha. Nó sẽ giữ cho móng tay khách really good. It lasts longer too. So hello everybody. Oh, how can I? Yes. Hello the breeder. Hello everybody, okay? So the first we're gonna use the crystal clear, okay? I'm using crystal clear for the bay too. Okay. So it's like long nail, a little bit longer, so I'm a double base, okay? I put one in the middle right here, right at the tip. Let's go like this. You guys just do like one finger at a time. If you guys just start how to dip in, if you guys get used to it, just do like me. Like do two or three finger for one time and then you dip it, okay? So it's dip, quick, check it out. You see, just only 1 second. Khi mà mấy anh chị bột mà nó mịn á, mà cái keo mà nó không có đặc á, thì khi mà mấy anh chị dip á, rất là lẹ. Chỉ cần 1 second thôi, mấy anh chị có thể rút ra liền rồi. Nó rất là good. Ok, nó bám vô rất lẹ luôn ha. Ok, mấy anh chị share giúp Tony nha. So please share, help me. Share on your page or share to the group. For everybody learn how to technique to do, it's easy. Okay? Okay. It's really very easy to do, okay? So con này sẽ làm dip bowl hand with the bay first, okay? Good. Mấy chị thấy rõ không? Giúp con xem thử. I'm gonna do this side. You still guys see that? Okay, như cái ngón này á, nó bị gãi, mình bỏ chip lên thì nghe chỗ này nó bị hởm đúng không? Thì mấy anh chị chỉ bỏ keo qua chỗ này thôi. Đó. Xong mấy anh chị dip cho chỗ này. Bỏ keo ngay chỗ đó thôi nha. Okay. Kéo một đường nè, kéo một đường thẳng xuống như vậy nè. Rồi, cái ngón này quay lại kéo đường giúp xuống này luôn như thế này. Yeah. Hôm nay đầu tuần nha, mình like nhẹ nhẹ ha. Like vui vẻ nha, mấy chị share giúp dùm cho này nha. Ok. Ở chỗ của mấy anh chị sao rồi? Đi làm lại. I think everybody go back to work already, right? Ok, bây giờ mình đi khoảng cỡ 85% móng nha. Đừng có đi sát cái móng quá nha. Hey, Aaron. I ran now, huh? So this one, same thing, okay? Do the middle one. Yes.
Yes, that's easy. Okay. So now, this is like amla. This is one of the popular color. Okay. I'm gonna use this one for the base, and I'm ready with little pin right here. Automatic pin. Okay. 37. So I'm gonna use this one. Thằng này mấy anh chị quét á, khoảng cỡ 90% nha, 90-95% của cái móng nha. So we're gonna apply about 90-95% of the number 2. Okay. Hello, hello, Vanika. Varika. Okay. Thank you, honey. Whenever you get applied for the gel base, so make sure turn around like this, okay? Turn on the side and keep apply on the side of the nails, like make sure it's very thin, not too thick, okay? The more thinner, the more like keep the shape. Thank you. So we're gonna get applied for like 90% nha, mình bỏ khoảng tới 90% nha, 90%, 95% của móng nha. Khi mấy anh chị quét cái móng mà nó curl, mấy anh chị nghiêng qua như thế này nè, đó, nghiêng như thế này nè. Để mình ép cái keo lại hai bên hông, đừng cho nó dày quá, đừng cho nó dày hai bên hông á, nó dày như vậy thì mình bị mất cái shape, ok. So, tôi này sẽ quét một lần 10 ngón luôn nha. Cái này mình đang làm thì mình có thấy cái màu này nó đẹp á. The easy to ombre á, I'm gonna show you guys, okay? So bây giờ nếu mà có những cái gì thắc mắc á, những cái gì mà không hiểu hay như thế nào á, mấy chị cần giúp đỡ, cần hỏi gì về bột dip á, thì mấy anh chị có thể comment ở trong cái live stream. Or like you want to unbox, like how to do it, you can inbox to me, okay? I'm gonna answer, capture you guys. So now I'm gonna just dip with the natural color first, okay? The NU150 Amla. This is most popular color we use in ombre a lot. This color you can ombre with any color. Thank you for you guys watching, okay? Please share your Tony, yeah. Okay, easy đó ha. Khi mình dip hết 10 ngón sẽ dùng cái màu này để ombre, okay? Đây là cái màu 37 nè, Tony để đây. Okay, we put this one back right here. Crystal clear ha. So mình dùng hai cái màu này. Okay. Ok, mình sẽ dùng cái cọ này để mình ombre nha. Ok, cọ này á, mình có thể dùng quét cũng được, mình đánh cũng được, hoặc là mình có thể búng cũng được, ok. So, thường thì búng nó quen rất là dễ, cái màu này đưa lên cái nó ra liền. Lấy nè, lấy chút xíu. Lấy chút xíu bột vậy thôi. Rồi chẩm tay lên thì rắc xuống. Rắc xuống là tự động nó chảy thôi. Chị thấy dễ không? Khi rắc xuống như vậy nè, xong mình lấy cái này mình dip lại ra liền ha. That's so easy. Mình chỉ thấy nè, rắc xuống nè. Xong rồi, nhúng vô cái này vô.
ok, cái dễ không, rất là dễ luôn. Khi mình apply cái này á, mỗi lần mình apply cái gel bay lên á là mình phải cho nó lên một tí xíu, mỗi lần mình apply là phải cho lên một tí xíu vậy đó. Like it. Easy, right? So, xong này mấy chị thấy không? Biết chưa? Lấy ra. Ha. Rất là easy luôn. Simple. Khi mà mấy chị nè, ok, mình share một cách vậy nè. Easy, ha, easy armory. Xong cái bàn này ha, cái bàn kia mình sẽ dùng cái kiểu đánh má hồng ha. Khi xong này quay lại đu lần thứ hai nha. So we come back and make a second one, make sure the ombre not show up is more, okay? So you know the part of tip, top and tip nha, top cái tip á, nhiều lên cho cái màu cái tip á nó đậm lên, okay? Chỉ cho cái màu cái tip mình nó đậm lên rồi. Easy, ha. Okay, mình cứ correct lại thôi nha. Đơn giản, rất là dễ làm luôn. Khi mình làm như vậy á, mình bỏ một cái pin á, cái pin đậm lên cái đầu á, nó sẽ lên rất là đẹp. Ok. Rất là dễ, mình chị thấy không? Bốn âm rồi rất là dễ. Thì xong ha, quay lại. Giờ mình chỉ dùng crystal clear, mình chỉ bỏ lên cover thôi, là xong.
bỏ crystal clear mấy món già như thế này á, Tony cũng recommend á, mấy anh chị bỏ một cái ở đường chính giữa giúp Tony ha. Bỏ đường chính giữa giúp Tony. Yes. Nhúng một lần 5 ngón luôn nè. Super and deep like like one time 5 finger, okay. So now this one is gonna be like the whole finger. Bỏ treo whole finger một lần nữa. Tại vì mấy anh chị làm như thế này á, nó sẽ làm cho cái món người ta rất là đi, nó rất là chắc chắn, không có sợ gãy. Thứ nhất, thứ hai nữa, nó sẽ không có bị dễ bị crack nha. Tại nó cứng á, crystal clear nó rất là cứng, rất là grip luôn. Khi mà mấy anh chị dũa rất là an tâm, mà confident lắm. Mình không có sợ khách quay lại comment mình như thế này như kia. It's so natural, honey. Mình đi á, mình đi mấy cái món mà nó cong á, nó khơ á, hai bên hông á, mình nhớ kiếp làm sao á mà cho hai bên hông nó mỏng, đừng có cho nó dày quá. Thì cái cách làm á mà kiếp như vậy á thì sau này xe á, là khi mà mấy chị làm, mấy chị nghiêng cái tay qua một bên, nó sẽ rất là good. Like it. Cái màu natural như thế này nè, ở trong á, khi mà móng á, mà cách mọc ra đó, người ta cảm thấy không thấy khó chịu lắm. Tại cái màu á, cái màu 150 này nó rất là natural. Ok, so bây giờ Tony qua cái bàn bên đây nha. Ok, bây giờ mình làm thử một ngón một ngón là đánh mái hồng cho mấy anh chị coi ha. Lấy cái này, mấy anh chị dip quick cho Tony, dip lẹ lên, xong rồi dùng cái này nè, chấm bột, quét kiểu tròn gì nè, đi từ từ lên. Đánh từ từ lên gì, thấy không? Đó, đó là một cái cách luôn. Đó. Từ từ lên, đó, ha, it's easy, right? Đó, that's another trick, okay, to do armory. Okay, mình làm lại thêm cái này nha, cho mình chỉ coi nha. Mình chỉ biết kìa. Biết kìa. Oh. Ok, easy luôn. Mình sẽ share cho mấy chị coi. Tiếp lắp cái mistake thôi. Lỡ nha. Lỡ mà giống như mess up như cái này của Tony á, lấy acetone với bông gòn bỏ vô, chùi nó ra. Ok. Cái màu của Nutanisit á, cái bột của họ rất là cool. Nhưng mà bị mistake như thế này á, bỏ vô chùi ra hết liền luôn. Like it. See? Sometimes the mistake are gonna show the trick for the people, you know? In the nail salon. So sometimes we have so many like some problem we get problem, but we don't know how to solve the problem, you know? See, mình chỉ easy không? Yeah. Hello, đẹp kè. Khỏe không? Chốn nó mất tiêu rồi. Ok, so làm lại nha. Làm lại cái cách này nha. Bỏ nó này đi. Ok, bây giờ mình dip lại nha. Dip whole finger lại lẹ lên ha. Xong, dùng cái này đánh má hồng nha. Xoay lên như nè. Đó. Đó. Xoay lên nè, nhẹ nhẹ thôi. Cái này á, nó sẽ good cho mấy anh chị nào mà làm mà phụ nữ á, trang điểm makeup nhiều á thì nó sẽ good, rất là good luôn. Để cho pigment nó bám vô trong cái này. Nhớ cái cọ nha, cái cọ mình phải sạch nha. Xem thay mấy cái lông của nó ra biết không?
That's so easy. Thấy không? Rồi xong, dip một lần. Làm lại một lần nữa nha. Quick này ha. Đẩy lên. Chào chào. Đánh nhẹ 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 lên. Lẹ lên. Đó. Đánh từ từ cho nó đi lên hai bên hông nè. Ồ, mang cái cọ này cho thì quên clean đó. Xong nó gớt cái cọng lông vô đây nè. Xui cho nó ra hết lông nha, để không nó mình đang làm nó bám vô nha. Ok. Sau quay lại như thế này. Dip nè. Xong rồi. Dùng cái bột ha. Đánh lên. Brush nè. Brush around like this. Easy, ha. Rất là dễ làm nha. Hai bàn tay mình làm khác nhau, một bàn kia thì mình búng ha. Bàn này thì mình dùng cái brush để mình đánh nó lên cho những cái màu nào mà nó đậm chứ nó lỡ. Oh my god, I'm on one. Tí xíu là mistake nữa rồi. Ok. À, mấy anh chị nè, lấy bột lên ha, rồi đánh ngay cái đầu nó. Đó, đánh ngay cái đầu trước nha, make sure cái đầu nó đậm trước nha, ok. Mình cũng gắng làm, cố gắng, tại vì cách nhậu đi, yeah, come on. Giờ này mà nhậu là hết sảy luôn. Ok. Rồi mình sẽ quay lại một lần tiếp, mình double check lại nha, double check để cho cái ombre của mình nó look better hơn á, thì mình phải make sure là mình đánh một lần nữa từ cái tip đi lên nha. Thường thường á cái này á Tony dùng á crystal clear, ok, để cover nó xong rồi Tony mới đánh á, ok. Nó bám vô. Rất là dễ làm nha mấy chị nha. That's so easy luôn á. Nhưng mà mình đó thường thường á mình làm cái kiểu khi quen. Cái kiểu kia thôi thì búng rất lẹ. Mà búng á thì mình có thể á, dùng được tất cả các loại màu hiệu nào đánh cũng được ha anh. Cái này depend em ơi. Depend theo tại vì á, em thấy khi mà anh đánh cái này được á, là tại vì cái bột của Nu á, họ làm á, nó rất là mịn. Nó super mịn luôn. Nó mịn á, nên cái pigment á, mình đánh lên như vậy nó bám, nó sẽ dễ bám vô trong cái đánh cái nail nhiều hơn. Còn những cái bột á, mà nó không có mịn á, cái hộp nó dày quá thì nó không có bám đâu. Ok, so Tony move on nha. Ông lên đây tôi mua về tôi nấu cho ông luôn. Tôi mới có cái chỗ này mới lấy ốc về rẻ lắm nè. Vì này chắc định đi bán ốc luôn đó. Raymond hỏi em. Em. Raymond hỏi ở trên lọc ốc mở cửa chưa? Không, lên đây cái tiệm nhà mở cửa nè. À hả? Dạ, lên đây mình nấu cho ăn luôn. Đi lên đi. Lên đi. Chốn hoài dưới. Chốn hoài dưới kìa, nghe nói không? Viết cái mật râu. Ok, nhớ nha mấy anh chị, phải liên cái cọ cho nó sạch nha. Ờ.
Yep, easy mấy chị thấy không? Rất là easy nha. Đó, mình đã tự check một lần nè. Và Tony sẽ làm cái này á. Tony không có quen bằng cái bún của Tony. Tony bún lẹ lắm. Còn cái này á thì nó phải check a little bit of time. You like it, honey? Mình đánh chủ yếu cái tip nha mấy anh chị nha. Cái tip nha. Thấy chưa? Đó. Mấy cái cô nào mà đánh má hồng giỏi, mấy khớp giỏi là cái này làm perfect ha. Con mắm đó nói phải làm nha. Anh nói là con mắm đó nói phải làm nha. Oyster. Mai mốt chắc Tony bán oyster dưới cái con len nha. Dưới King Crab rồi nha. Mấy anh chị ủng hộ nha. Ok, khi mình dip vô nha. Nè mấy anh chị nè, nhìn nè. Đánh vô. Đó. Lên đây mấy nay tôi học nướng, làm đồ nướng á, định mở quán làng nướng nè. Có rảnh lên đây làm làng nướng đi, kính thưa các loại món nướng luôn, mực nướng muối ớt, tôm nướng muối ớt, chân gà nướng muối ớt, rồi gì nữa ta. So now bây giờ mình sẽ dùng crystal clear để mình cover hết lại nha. Đó. Thôi mình sẽ dùng crystal clear, thì mình sẽ để chính giữa như thế này nè. Tại vì á, mấy cái người khách của Tony á, họ làm việc nặng không à. Mà mod là cái người khách của Tony làm á. Tony mời họ từ bên bộ á, bên lập quyết định á, qua bên đây á. Nên lúc nào á, Tony phải làm make sure cái nắp tay của khách của mình nó chắc chắn. Tại mấy cô này làm việc nặng không à. Nên nó không có, mình không muốn cho cái móng nó dễ bị vỡ ha, bị gãy ha. Ok, rồi tôi đi làm một lần nữa. Rất là lẹ, crystal clear nó mịn đó anh chị. Mấy chị biết vô đừng có để lâu, không cần để lâu đâu. Ok, để lâu á nó sẽ ngấm vô, càng lâu nó càng làm cho cái móng nó điện tộm lên thôi à. Mình không cần đâu. Mà khi mà cái bột á mà nó ngấm vô lâu á, nó ngấm nó dính vô trong móng nhiều á, mà cái lượng keo không có đủ active của nó đó, không có đủ để mình chín cho cái bột á, thì nó sẽ làm cho cái móng mình dễ vỡ ha. Phải cố gắng giữ làm sao mà cái lượng bột và cái lượng keo nó đều với nhau nha, thì cái móng mình nó mới chắc chắn được. It's easy right. Honey, what color you like today, honey? Same. I think let me show up your hand now. Huh? Is it tip on, right? Yes. Okay. Bây giờ khi mà xong á, mấy chị thấy không? Đó, hai bàn tay ra giống như nhau luôn. Đó. Khi mà cái anh hồi nãy hỏi Tony á, anh hay chị hỏi Tony á, thì mấy anh chị cứ nếu mà chưa dùng thử mưu á, thì mình thử đi. Rồi nếu mà những hãng khác có những cái bột mà nó mịn á, có tùy cái màu nó mịn á, thì mấy chị cũng có thể thử bằng cái cách này ha. Nhưng mà thường Tony recommend những cái màu mà lợp cái đậm á, thì nó sẽ easy hơn. Hello Yến, khỏe không em? Hello. Sau cái dịch này là ai cũng bị stress out hết á. Everybody stress. So hopefully bây giờ mọi người đi làm lại everything good, nó sẽ giúp cho mọi người better hơn nha. Ok, để xin zoom lại tí xíu cho mấy anh chị coi ha. Mấy anh chị thấy rõ không? Ok. Sau khi xong á. What? Yes. Ok. Mình dùng cái dũa mịn thôi, dũa chăm chăm cũng được. Ok, mình sẽ dũa nhẹ lại. Ok. Dũa nhẹ để cho cái xếp nó gọn, mấy anh chị thấy không? Sony quét á, cái xếp nó rất là gọn, nó không có mất cái xếp của mình, thì mình dũa sẽ không có bị dũa nhiều nữa. Và nếu mình không dũa nhiều á, thì nếu mình dũa nhiều quá thì nó sẽ mất cái màu hai bên hông. Ok, so that's why mình không có cần dũa nhiều, nó gây ra cái xếp lại quyền.
That's very easy nha mấy chị nha. Không biết ông còn nghe không nữa. Còn nghe không? Cái mình còn nghe không? Không lại chết đâu rồi. Không lại chết đâu rồi. Okay em. Hope everything going good, okay? Ăn uống gì chưa? Như chị thấy không? Tất cả đều đi. Hả? Quát không? Trồng luôn chứ hái làm gì? Chị thấy không? Rất là dễ. Móng này là móng thật nha. Cái này là trên móng thật nha. Ok. Mà cái này mình lúc mà lúc đầu á thì mình cắt xuống rồi. Tại vì dài quá cũng phải làm việc á. Nặng á nên mình phải cắt xuống cho chắc xuống. Đó, rất là đơn giản ha. Đơn giản dễ. Món này là món almond nha. Ok. Đồ quay qua bên đây. Rửa sơ cái thôi. Rồi xong mình chạy máy nhẹ nha. Mình chạy máy nhẹ lại rồi mình cho bớt rồi bỏ sốt khớp nó thôi, rất là dễ. Mình sẽ xem anh chị cách bỏ sốt khớp rất là sao mà nó khô nhanh. Ok. Nó khô nhanh mà nó bóng cực bóng nha. Đó là cái quan trọng nhất nha. Khi mình làm đã rồi những cái step khi nó mới đi good rồi xong rồi tự nhiên cái tới tấp khớp á, mà mình làm không được á, nguyên cái bộ tay này nó bị xấu nên nó rất là quan trọng. Yeah, that look easy right? Try to practice more, okay? The filler. It's easy right? Okay, bây giờ mình chạy máy nha. Nó nhảy ra rồi. Tình yêu xa quá không thấy màu làm sao order anh ơi. Xa quá. Hello tình yêu khỏe không? Dạ, yeah, màu đây, hai màu này nè anh. Nếu mà màu của đuôi xe thì xịt thì dễ lắm, an tâm. Mấy chị muốn á, thích á thì cứ ra bất kỳ cái nhau supply nào mà ở gần mình á, order nha. Cứ mua order về thử nha. Anh nên cho em nhanh không? Please. Cubicle mình nó phải láng nha. Nó phải láng từ trong ra nha. Tình yêu khỏe không? Lâu lắm rồi mới thấy anh. Đơn giản nha. Dạ em
khỏe anh. Thấy bên nay bên anh chắc mở cửa rồi lại hết rồi ha anh. Chị dũa nha, nhớ từ trong đây nó phải đáng bệnh từ trong ra như vậy nè, cái móng tay người ta mọc ra nó mới đẹp được. Đừng có để có cái u ngay chỗ này, cái u ngay chỗ này nhiều quá nó sẽ làm cái móng tay người ta khơ lên như này, nhìn nó xấu lắm, nó dày ngay trên cái cổ á. Khi mà mấy ngày sau nó mọc ra nó nhìn nó rất là xấu nha. Dạ. Bên em cũng vậy, bên em bên Atlanta thì nó cũng mở lâu lắm rồi mà cũng chậm, không có đông như hồi xưa nữa, dịch tả ai cũng sợ hết. Đó, anh chị thấy không, rất là đơn giản. Mình lên cái móng ở ngoài cho nó đẹp đi, cho nó vô cái step của mình đi ha, cho nó vô cái step trước đi, rồi mình đưa cái dũa này đưa từ từ vô. Đó, đưa từ từ vô cái silicon, mình kéo một cái đường một thôi là nó perfect, thấy không? Đừng có thèm mà vô mình sắn lẹ vô trong cái silicon liền, tại vì mình cần cái room á để mình đưa cái dũa cho nó lại vô thế này nè, thì nó sẽ làm cho cái móng mình nó mọc ra nó lại đẹp hơn. Còn mà mới đầu vô mình sắn nó vô liền á thì nó cực, nó phải cái gò đủ thứ. Còn bây giờ ở ngoài mình cứ liêm ở ngoài hết đi, mình liêm ở ngoài cho nó cái móng nó vô trên cái xác của mình hết đi, rồi xong mình đẩy nhẹ nó vô thôi là xong ha. Đó, bên đây này. Đó, anh chị thấy không? Đó, mình đưa ra khi mình dĩa xong ở ngoài đó, rồi mình có cái room đó mình cứ đưa vô thôi, đưa vô từ từ thôi. Rất là đơn giản ha. Ok, cái bàn này á là mình búng ha. Cái bàn bên kia á là mình đánh má hồng. Đó, đó chiêu đánh má hồng nữa. Và bột á nó càng mịn á nó sẽ càng đánh má hồng dễ nha mấy chị nha. Rất điêu luyện. Oh, thank you Phạm Phú Mỹ. Đó, mình để ngoài trước nè. Cái này là đánh má hồng nè nha mấy chị. Cái này là đánh má hồng ombre bằng cách đánh má hồng, rất easy cho những chị em phụ nữ hay make up. Ok, có luôn chút xíu để lên cái chiêu đề sửa lại ombre đánh má hồng. Để ở ngoài trước, đừng có mới mình vô á, mình đừng có sắn cái cuticle liền, sắn vô như vậy á nó mệt cho mình thôi. Đó, mình đi ở ngoài trước. Đó, đi ở ngoài cho cái xếp mình nó quả ngoài nè, cái xếp mình nó ok hết nè, cái cơ của nó bình thường vậy nè. Rồi xong bây giờ này mình để vô. Đó, mình để cái đuổi vô cuticle để nằm xuống, tại nó có cái room mà mình để nhẹ vô thôi nè, là cái móng tự động nó lại xuống thôi mà nó sạch nữa. Đó, thấy không? Rất là đơn giản, so easy luôn á. Đừng có vô ai cầm phù, mình phải khóng vô trong cái chemical liền đó. Nó phải dạch, mình phải dạch tới, dạch lui đủ thứ á, cực lắm. Ở ngoài mình lo ở ngoài trước đi. Làm gì làm cái mình dọn dẹp ngoài sạch sẽ của mình, đẩy nó vô nhẹ cái là xong. Bài này lâu không? Độ ta không độ mạng không? Cách mạng này. Tập cho nó nghe nhạc Việt cũng quen. Đẩy vô xong ha. Rất là easy nha. Bây giờ mình chuẩn bị làm bỏ chất khớp lên nha mấy chị nha. Wow,
They're so pretty, you see that? Oh, you keep watching too, right? Yeah. Để hai bên hông này, chạy nè. Bây giờ nha, ready cho top cup nha. Khi bóp phở là nên chỉ bóp hai bên hông, kéo xuống, bóp hai bên hông, kéo xuống như này. Đừng có bóp ngang vậy nha, bóp ngang vậy nhiều cái đường sạch nó được mình dễ thấy lắm. Cứ kéo xuống hai bên hông này. Cái ambre á, mình búng á, hay là mình quét á, làm sao á, mình cố gắng cho nó cái đường blend á, hai cái màu nó blend với nhau, nó giống như nó đừng có đường cái lằn ngang gì nha. Tại vì mình thấy cái gì nó chỉ làm ombre á, nó có cái lằn, mình nhìn xa nó có cái lằn ngang thì nó sẽ không có đẹp. Thì nó kỳ lắm. Thì gắng cố gắng mà làm sao mà cho nó lên nó xuống, nó lên nó xuống, nó blend với nhau. Tự lon với nhau thì nó đẹp hơn nha mấy chị nha. Nhẹ nhẹ thôi ha. Không, vậy là xong. Vậy là xong, vậy là vậy. Anh tình yêu lúc nào cũng vậy. Lần đầu tiên em nhớ em bắt đầu like, làm like anh vô anh tính cũng chọc. Wow. Oh, stuck, chưa đi. Tên là tình yêu. Để nhẹ nhẹ vô là xong rồi, đẹp rồi. Không cần đẩy mạnh đâu. Đẩy mạnh mất công là đau nữa. Cắt là đau lắm. Ok, xong xuôi nha, quét rồi ha. Giờ mấy chị bỏ nha. Bỏ cái số 3 lên. Khi mình bỏ số 3 lên đó, mình recommend đó là đừng có tiết kiệm cái số 3 nha. Đừng có tiết kiệm đó. Ok, mấy chị có hai cách. Khi mà mấy chị bỏ số 3 á, sau khi bỏ số 3 xong hai bàn tay á, mấy anh chị có thể mời khách đi rửa tay đừng có rửa bên dưới xà bông ha. Ok, rồi có thể dùng cái quạt trong thời gian mình quét bàn tay thứ nhất nè, xong bàn tay thứ nhất mình bỏ cái tay vô cái quạt đó, rồi, hoặc là xong cái quạt xong bàn tay thứ hai nè, khi bỏ họ vô bỏ vô quạt. Ok rồi. Okay. Xong xuôi á, mình dùng số 4 nha. Dùng số 4. Mình quét lên. Khi mà mình quét cái số 4 lên á, mình recommend với mấy anh chị á, là mình lấy một lần, mình quét một lần, quét một ngón tay, một cái móng nail thôi, quét một lần. Đừng có dùng hết cái gel trong một lần mình lấy thì nó sẽ không có làm cho cái cọ nó cứng được. Ok. Ok, bây giờ mình thử cho mấy anh chị coi nha. Ok. Khi lấy một lần nè. Mà lấy keo cũng vậy, khi mà lấy keo mình vuốt một bên vậy thôi. Đó. Vuốt một bên thôi, đừng có vuốt hai bên giống như nước sơn thường rồi nha. Đó. Xong. Một ngón, lấy một lần tiếp. Thì khi một lần như vậy á, mình lấy nó sẽ không có xài hết cái lượng keo. Cho một cái lần mình lấy cái nước keo lên đó, thì nó sẽ giữ cho cái cọ nó cứ ướt hoài, nó sẽ không có bị khô. Thì khi nó không khô vậy thì nó sẽ không có làm cứng cái cọ. Ok. Mấy chị thấy không bị quét không? Lúc nào cũng phải giữ cái cọ nó ướt hết á. Mà nhớ khi mình quét á, thì đừng có nhặn cái cọ xuống, mình chỉ đẩy nước trên mặt thôi. Ok. Là đơn giản, nhẹ nhàng, nhanh gọn lẹ. Thế xong lần thứ nhất, lần thứ hai quay lại liền luôn. Đó, mấy chị thấy thân thì quét không?
rất lần thứ hai liền ngay tức thì luôn. Lần thứ hai mình quét á, mình quét close gần vô trong cái cubicle, ok. So the second time we apply for the tub, apply close to the cubicle, ok. Close nha, sát cubicle nha. Kỹ kỹ lên đó. Lần thứ nhất mình đi lẹ thôi. Lần thứ hai là mình phải caress everything luôn á. Mỗi lần mà anh chị thấy thân đi quét không, thân đi quét một, lấy một lần thôi, lấy một lần kia quét. Xong lần thứ hai á, mình quét xong một ngón tay mình lấy lại lần tiếp nữa, chứ đừng có, mình có dùng một lần lấy nước top á, mà mình quét hai ba ngón tay á, thì lúc đó cái cỏ nó sẽ không có còn cái keo lên đó, nó giữ cho cái cỏ đó, thì nó sẽ bặm, nó sẽ làm cho cái cỏ nó dễ bị cứng đó nha. Là easy ha, đừng có nhặn nó nha, nhớ đừng có nhặn nha. Lại cái thứ, that's so pretty. Let me see, just let right here for the see. Yeah. Xem tin ha. Đó, lấy một lần. Hello chị Xin, khỏe không chị? Canada mở cửa cho chị. Đơn giản, nhanh gọn lẹ, ok. Mỗi lần quét là mỗi lần quét một lần đó là lấy ra. Đó, mỗi lần quét một lần á. Mỗi lần quét một nó là lấy nước một lần. Đó. Giúp thấy mình quét không rất là đơn giản. Cái lần thứ nhất á mấy chị không có cần để cho nó sát critical đâu nha. Không có cần kỹ tròn critical đâu. Lần thứ hai á mình mới bắt đầu mình cho nó sát vào ha. Đó. Để nha, đó, lần thứ hai mình để từ sát vô. Ừ. Cho nó tròn cái cubicle, đến khi mà cắt á, nó mọc ra đó thì nó sẽ đẹp, ok. Nhớ là lúc nào cũng phải cho cái cubicle mình tròn, càng tròn nó sẽ càng đẹp ha. Rất là đơn giản ha. Khi mà Tony xong cái bàn này đó, Tony sẽ báo, sẽ gờ vô cái, tôi sẽ check cái bàn tay thứ nhất cho mấy anh chị coi, nó sẽ khô ngay tức thì. Khô rất lẹ nha, cái cách làm của thằng này làm thì khô rất lẹ. Khô trong vòng hả, trước một phút là nó đã khô rồi, từ nãy giờ mình quét. Cái bàn tay thứ hai xong nè, bàn tay thứ nhất nó đã khô rồi đó. Chờ đi, mình sẽ thử cho mấy anh chị coi ha. Top nha, số 4. Sau bây giờ cái bàn này bàn thứ nhất đúng không? Mình chỉ thấy không? Mình test nha. Thấy chưa? Thấy nó khô lẹ không? Khô rất lẹ nha. Đó. You see how fast it dry? Khô rất lẹ ha. Yep. Khô này ha. See? You like it? Ok, đây là hai cái màu mà mình đang sử dụng hôm nay nha. Ok. Cái bàn này thì chưa khô đâu, cái bàn này thì đợi khoảng cách chừng 30 giây hay 45 giây nữa là nó sẽ khô ha. Ok. Đầu hai cái màu này rất là đơn giản và rất là dễ làm và nó natural nữa. 150 và màu 37 ha. Mấy anh chị cứ coi thì share giúp mình Sony và share cho mọi người, mấy anh em để biết làm cái này ha. Rất là đơn giản. Nó hợp cho cái mùa này, nó vừa natural mà nó vừa có cái màu cũng dễ thương nữa cho màu mùa này. It's summer now, right? It's summer now, yeah. Right? Yeah, cho cái mùa hè này ha. Ok, thank you for you guys watching nha. Giờ thôi này phải move on, thôi này phải làm ha. Thank you nha. Bây giờ mình sẽ end cái live stream. Hello everybody. Hello Nick. Ok, here, look it. Oh my god, I love it. Thank you for you guys watching, ok? Alright.